pháp tu song thân và bí mật đáng sợ của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Trước khi bắt đầu video, tôi muốn nhắc nhở rằng nội dung video có nhiều tình tiết nhạy cảm. Tất cả những quan điểm đưa ra chỉ mang tính chất tương đối, bởi vì đối với vấn đề tôn giáo, điều quan trọng nhất là tư tưởng và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi cá nhân chúng ta. Vì thế bạn hãy chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thật thoải mái và hãy để lại lời bình của mình bên dưới video và đừng quên để lại cho kênh một đăng ký nhé. Năm 1987, có một bài báo gây chấn động toàn thế giới rằng một bé gái 12 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể bởi các vị Lạt Ma Tây Tạng, các nhà sư bị lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chúng tôi mới biết rằng đó là một hình thức tu tập của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, được gọi là pháp tu song thân. Đây là một cảnh giới cao nhất của bộ môn yoga tối thượng, thông qua sự kết hợp cơ thể giữa nam và nữ, âm và dương, để tu hành đạt đến đỉnh điểm của sự giải thoát Niết Bàn. Thậm chí, sau khi bài báo được phát hành, tổng biên tập của tờ báo còn bị cách chức. Vậy pháp tu này có thật sự đem đến cảnh giới tối cao của sự giác ngộ thành Phật, hay đó chỉ là một sự lừa bịp của các Lạt Ma Tây Tạng để thỏa mãn dục vọng của mình? Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu những điều căn bản của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, hay còn gọi là Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa hay còn gọi là Mật Thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Ngay trong tên gọi của nó, đã nói lên điều đó. Kim Cương Thừa là con đường để đạt đến trí tuệ kim cương, Phật tánh như kim cương bất hoại, không ô nhiễm bởi phiền não sinh tử. Kim Cương Thừa cũng là sự định hóa ba nghiệp, thân, khẩu, tâm, để trở thành Phật. Khi ba sự tịnh hóa ấy thành tựu gọi là ba nghiệp tương ứng, tức là ba nghiệp trọn vẹn với Phật tánh. Ở khía cạnh khác, Kim Cương Thừa là sự kết hợp không thể phân chia của trí tuệ tánh không và đại bi. Đặc điểm của Kim Cương Thừa là các phương pháp tu học huyền bí có tính chất mật truyền. Thường các pháp tu này chỉ được hướng dẫn bằng một vị đạo sư tu hành lâu năm. Nếu như con đường dẫn đến giác ngộ được so sánh với việc leo lên một ngọn núi, thì Phật giáo Nguyên Thủy giống như một người leo bộ, còn Mật Tông giống như một chiếc cáp treo. Điều đó giúp các học viên đạt đến đỉnh cao nhanh hơn bất kỳ con đường nào khác. Sự so sánh này có vẻ hài hước, nhưng nó phù hợp với chúng ta khi nói về những thực hành huyền bí của truyền thống Phật giáo này, nơi những thực hành bí mật có thể giúp hành giả đột phá trên con đường tâm linh của họ. Nói đến Phật giáo Mật Tông, không thể không kể đến một nghi lễ quan trọng, đó là quán đảnh. Quán đảnh khai quan là sự nhập môn để trao truyền đánh thức trí tuệ mật truyền, đánh thức năng lực nhận biết trong tâm của đệ tử. Tiếp nhận quán đảnh và tuân thủ giới luật là điều kiện tiên quyết rèn luyện Phật giáo Mật Tông. Một người phải qua quán này mới trở thành một tín đồ chính thức của Phật giáo và được truyền dạy các pháp tu bí truyền. Trong Kim Cương Thừa có một pháp tu gây ra rất nhiều tranh cãi, đó là song thân pháp, hay còn gọi là du già tối thượng. Đây là một cảnh giới cao nhất của môn yoga, thông qua sự kết hợp cơ thể giữa nam và nữ, âm và dương, để tu hành, đạt đến đỉnh điểm của giải thoát. Phương pháp này chỉ truyền dạy cho một số cực ít những người có trí tuệ tột đỉnh và đã ngộ đạo. Bởi chỉ những người như vậy mới khống chế được dục vọng. Những kẻ phàm phu tục tử chắc lại sinh lòng dâm dục trước. Bước vào tu hành đã mưa xuân rầm rề, phạm vào tà dâm thì chỉ có thể tự đưa mình xuống địa ngục. Song thân pháp có thể tu theo thể thực và thể hư. Thể thực là trực tiếp giao hợp với người phụ nữ. Người này được gọi là minh phi, còn thể hư là tưởng tượng như mình đang thực hiện với một thiếu nữ cùng tu. Đầu tiên là thể thực. Trong pháp tu này, minh phi là những người phụ nữ được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, với tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Các cô gái phải ở độ tuổi 12 đến 16, nhiều nhất cũng không thể qua 20 tuổi và vẫn còn trinh. Các nam hành giả muốn tu thuật này đều phải thông qua quán đảnh bí mật. Thông thường thì các hành giả phải tự nguyện tìm các minh phi hiến dâng cho sư phụ. Sư phụ sẽ được đưa minh phi vào trong một thần đàn gọi là Mandala để giao hợp. Sau khi giao hợp,
thì lấy ra tinh trùng và máu của trinh nữ, gọi đấy là cam lộ, hoặc xích bạch bồ đề tâm. Đưa cam lộ cho đệ tử nuốt vào bụng, như vậy sẽ hoàn thành bí mật quán đảnh. Trong lý thuyết của pháp môn Chaka Chakra cho rằng, khi cao trào của hành vi giao hợp lên đến đỉnh điểm, thì sự liên kết các kinh mạch sẽ tạm thời buông lỏng, có một luồng gió nhẹ sẽ tuôn vào kinh mạch và dừng lại tại đó. Minh điểm sinh bạch trong cơ thể cũng sẽ dung hòa thành một. Lúc ấy, người tu hành sẽ cảm thấy một cảnh giới đặc biệt gọi là đại lạc. Trong trạng thái như vậy mà tiến hành quán tưởng thiền tu thì rất dễ thăng hoa, nhập hồn và cảnh giới Samadhi, một cảnh giới về ý thức hệ trong Phật Pháp, để chứng ngộ không tính. Một điểm rất khó khắc phục trong tu luyện thuật này là khống chế xuất tinh. Đang vào cảnh giới mà anh lại sinh ra dục vọng là hỏng bét. Lý thuyết Chaka Chakra chỉ ra khi ấy thân tổn sẽ rất lớn. Bởi vậy, ngay trong khi nằm mơ cũng tránh để sinh ra dục vọng. Lý thuyết Chaka Chakra cũng miêu tả lại các phương pháp khắc phục. Trong đấy, yếu tố không tham dục là quan trọng. Không tham dục tức không ham cái sự dâm dục. Chỉ cần nghĩ đến dục vọng thì minh điểm sẽ chuyển đến quy đầu của kẻ tu hành và dẫn đến xuất tinh. Bởi vậy, thuật này không phải ai ai đều có thể tu luyện, lần lượt phải là những vị công lực hết sức uyên thâm, vận dụng được đại trí tuệ vô cùng, từ hữu niệm hướng đến cảnh giới vô điệp, phải sắc sắc không không, thì may ra mới khống chế được. Trong dục vọng mà thoát ra được hoàn lạc, thì mới thực sự là thoát tục, thoát ra khỏi vòng sống chết. Nói một cách đơn giản, muốn tu thành chính quả, người tu hành phải có một ý chí lực siêu phàm tối thiểu. Anh ta có thể dùng ý chí lực, hay còn gọi là định lực, tập trung nhìn vào một trái cây trên cành, khiến cho trái cây đó rơi xuống đất, rồi lại dùng định lực, khiến trái cây ấy từ dưới đất hoàn toàn trở lại mọc ở trên cành. Thứ hai là thể hư, hay còn gọi là pháp tu đơn thân, chủ yếu là khi trước mắt không có minh phi để tu hành, thì có thể dùng pháp quản tưởng ý dâm để đạt được mục đích, sinh ra khoái cảm, giống như khi tu xong thân pháp với minh phi. Trong cuốn Hợi Mẫu Thượng Thần Dẫn Đạo của mình, Liên Loan Sinh đã khai thị như sau: Lạt Ma Mật Tông, nếu như không có minh phi người thật cùng tu, thì tu đại lạc luận tượng thần, tức thủ dâm, bậc du giả sĩ có đủ lực, vì để tăng trưởng trí tuệ vô hậu, cần tu khí mạch. Minh điểm sau khi quán đỉnh như pháp, thì ngồi lên đệm an lạc ở một nơi vắng vẻ, tùy theo dục mà nghĩ đến một vị Phật mẫu, tức là quán tưởng tượng ra một vị minh phi đó, là để tương hợp với tâm tú pháp trí tuệ mẫu. Nếu như minh phi mà mình tưởng tượng giờ đó đã thực sự xuất hiện trước mắt rồi, thì nghe lời của ta đón làm tác động tác, như ngắm nhìn dung mạo, khám phá cơ thể, hướng đến hư không mà hành, tất cả đều thực hiện kiểu của quảng, và một cô gái vô hình trong hư không ngay trước mắt mình, nhưng tâm thì tưởng tượng ra như thật. Cứ thế đạt đến bất định pháp, khiến cho sinh an lạc, tức là làm mình sinh ra cảm xúc dâm lạc, thân sinh nhiệt, da mồ hôi, chi tiết ra nước. Lúc này nên quan sát rằng, cái thể tính đó vốn dĩ là không, cho dù gặp phải tình huống nguy nan đến sinh mạng, cũng không được để cho tinh dịch xuất ra, cái ý lạc như thế. Cần sinh khởi liên tục, từ từ thủ dâm, cái lạc nếu đã sinh khởi rồi, tức là nếu khoái cảm xuất hiện, thì dùng thượng khí án đè xuống chỗ đó trung khí, làm cho nổi trống bụng, mắt nhìn lên thể minh không, lắc thân, dùng mình. Khi cái lạc giảm dần, thì lại thủ dâm, cứ thế thực hành không gián đoạn 3 lần. Để tạo ra cực khoái, cả hai pháp tu trên ngụ ý rằng, các hành giả cứ thế thường trú trong cảm xúc dâm lạc như vậy, khiến cho khoái lạc liên tục xuất hiện, mà hưởng thụ nó, đồng thời, phải có nhận thức rằng, cái dâm lạc này, bản tính thành tình dâm, là không có hình tướng, không có màu sắc, cho nên là không tính, tức là vừa hưởng thụ khoái lạc tình dục, tưởng coi như nó không phải tính. Trong Phật Pháp, pháp này phải chăm chỉ tu hành, không được lười biếng, cho đến khi có thể trụ trong dâm lạc như vậy, trong mọi hoàn cảnh, thì tức là đã thành tựu đại lạc ở địa Phật rồi, là đã thành tựu báo thân rồi. Đất nước Bhutan ngày xưa là một điển hình thịnh hành song thân pháp.
Các hành giả thời đó bắt gặp được cô gái nào có dung nhan xinh đẹp thì đều ngỏ ý để cô ta trở thành minh phi của mình. Và đa số các cô gái đều hiến thân, bởi xã hội mù tịt bấy giờ là một xã hội mà chính trị và tôn giáo hợp nhất. Nói đến đây, tôi tin rằng sẽ có nhiều luồng quan điểm khác nhau về pháp tu song thân này. Cá nhân tôi cũng không ủng hộ tư tưởng này, bởi chắc chắn sẽ có nhiều người đội lốt để tu, để lừa nữ giới, làm điều vẩn đục đến đạo đức con người. Nhà văn Cố Tử Văn đã đi bộ sâu vào Tây Tạng 120.000 km trong vòng 4 năm để viếng thăm mẹ Zumba Kim Ai Hòa, Đức Phật ở Bhutan. Ở đây, ông được mẹ Kim Ai Hòa thuật lại những sự thật kinh hoàng về pháp tu sau thân của Mật Tông. Đó là câu chuyện về toàn bộ quá trình bà trở thành minh phi của Vasara Zumba từ khi 14 tuổi. Cố Tử Văn nói rằng, khi anh ấy gặp, thì Mi Hoa Phật lần đầu tiên, cô đội mũ hoa sen, mặc áo dài hở ngực thêu lụa trắng, có một chiếc áo choàng vàng ở bên ngoài, đeo đủ loại trang sức vàng trên người, thật chói mắt. Trang phục của cô ấy vừa giống Phật sống, vừa giống một nữ hoàng. Khuôn mặt Phật Ediva thật hiền hòa và từ bi. Kim Owe nói rằng, vì yoga tối thượng thuộc về kim cương thừa, nên các nhà sư và thiền sinh tham gia thực hành tự gọi mình là kinh không thích. Kim Ai Hòa mới là cô bé 14 tuổi. Một học viên tên là Zumba đi qua nhà Kim Ai Hòa, ngay lập tức bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. Anh ấy muốn Kim Ai Hòa làm vợ lẽ của mình. Nên nhớ vào thời điểm đó, Bhutan thuộc hệ thống nhà nước tôn giáo, các cô gái có thể dùng thân mình để thờ Phật, làm thê thiếp. Đó là một điều vô cùng vinh dự. Vì vậy, Kim Ai Hòa sẵn sàng đồng ý. Lúc đó, cô không biết đó lại là một quyết định khủng khiếp như vậy. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Và Kim Ai Hòa sau đó được Zumba đến gặp sư phụ của mình là Zupa King Kong. Ông ta sống ở Thiên Phu, thủ đô của Bhutan, trong căn phòng bí mật của một ngôi đền. Và Zumba dành tặng Kim Ai Hòa cho sư phụ Zupa King Kong của mình. Khi đó Zupa King Kong đã 60 tuổi. Ngài đã thực hiện nghi lễ kim cương liên hoa cho Kim Ai Hòa với sự trang nghiêm vô cùng. Đó là một phúc khí của một minh thiếp. Bằng cách này, Kim Ai Hòa đã trở thành vợ lẽ của Varan chủ bà. Tiếp đến Zupa King Kong nắm lấy tay Kim Ai Hòa và một căn phòng có rèm tre, hướng dẫn cô ấy từng bước. Các thủ tục yoga tối thượng, lúc này King Kong không được phép di chuyển. Ông ta cần tập trung trí và niềm vui lớn để trải nghiệm nó. Tất cả các động tác và tư thế phải được thực hiện bởi minh phi Kim Ai Hòa. Minh phi được hình dung giống như bức chân dung của Đức Phật Hoan Hỷ. Thế nhưng mẹ Kim Ai Hòa nói rằng là một minh phi không hề dễ dàng, bởi cô ấy bắt buộc phải thuộc lòng hơn 30 loại chuyển động và tư thế nhịp nhàng. Như đã nói ở trên, sau khi sư phụ hoàn thành thủ tục cam lộ, sẽ được đưa cho đệ tử uống để hoàn thành nghi lễ quán đảnh. Nói đến đây, tôi thật sự không nghĩ rằng đây là bản chất của Phật giáo nữa rồi. Nó có biến chất kể từ đó cô bé Kim Ai Hòa trở thành vợ lẽ của Varan Azuha. Cô có một cái tên đầy đủ là Đa Bá Kim Ai Hòa Phật, khi đó và là Du Bá đã 40 tuổi, trong khi Kim Ai Hòa chỉ mới tròn 14. Hầu hết các nhà sư Mật Tông ở tuổi 40 đã tập khí công. Anh ta có một sức khỏe loại dẻo dài và phải thực hành lâu dài về hạnh phúc và tánh không. Vì thế cô bé Kim Mi Hoa 14 tuổi luôn trong tình trạng kiệt sức. Hầu hết các minh phi đều là những cô gái vị thành niên, luôn trong tình trạng mệt mỏi và đổ mồ hôi sau hàng giờ đồng hồ giao hợp. Làm sao có cảm xúc nào được chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật hiển vinh? Chỉ có Du Bá sau mỗi lần hoàn thành, anh ta luôn nói rằng anh ta đã thấy chư Phật và Bồ Tát. Chúng ta có thể thấy số phận của mình phi thật bất hạnh. 19 tuổi, cô đã sinh được hai người con. Sau khi Kim Ai Hòa sinh được con thứ hai, Du Bá tìm thấy một minh phi 12 tuổi khác. Kể từ đó, Kim Ai Hòa không bao giờ có cơ hội thực hành may mắn cùng Du Bá nữa. Chỉ trong vòng 5 năm, Du Bá đã thay thế đến 8 vị minh phi phối ngẫu. Tuy nhiên, Du Bá cũng đã dạy cho Kim Ai Hòa các kinh điển của Phật giáo và kiến thức văn hóa. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi về việc dạy dỗ hai con,
Kim Ai-wa luôn tìm hiểu và đọc các cuốn sách về văn hóa. Kim Ai-wa học hành rất chăm chỉ đến năm 35 tuổi. Cô đã được cử đến Mumbai để nghiên cứu xã hội học và tiếng Anh. Sau này, hai đứa con của cô được dạy dỗ từ nhỏ cũng đã đến Ấn Độ và Bỉ để học đại học. Cuối cùng, Vara Zumba có thực sự thành Phật không? Kim Ai-wa nói rằng, dù bà sống đến 64 tuổi, ông ta bị đột tử khi đang truyền đạo ở Bombay. Kim Ai-wa nói thêm, cuộc sống của tôi như một người mẹ Phật giáo. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một sự cống hiến vị tha. Mãi sau này tôi mới biết rằng mình bị bạo hành như một nô lệ. Do được giáo dục trong môi trường hiện đại, nên Kim Ai-wa có hiểu biết sâu sắc về vấn đề song tu bất công và lạm dụng đối với phụ nữ. Vì vậy, khi cô trở về Bhutan, sau khi tốt nghiệp khoa xã hội học ở Mumbai, trùng hợp với cải cách dân chủ của vua Dori, cô đã viết một bài tưởng niệm dài cho nhà vua, yêu cầu chấm dứt việc thực hành các pháp tu bí truyền của mật tông, trái với đạo đức của xã hội. Sau khi bãi bỏ chế độ nông nô, sự tan rã của đất nước tôn giáo ở Bhutan, nhà vua chính thức tuyên bố pháp tu du già tối thượng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phép tu này vẫn được thực hiện một cách bí mật cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng, theo lý của Đức Phật Thích Ca, phạm vào sắc dục là điều tối kỵ, cho nên loại bí mật phép song tu này rõ ràng là đi ngược lại với Phật Pháp. Vậy làm thế nào mà nó lại được tôn sùng đến vậy? Về bản chất, quan niệm về Phật giáo có sự khác biệt nhau, tùy từng thời điểm và từng vùng miền. Phật giáo Tây Tạng là sự kết hợp ba nền văn hóa Phật giáo, Ấn Độ giáo và tôn giáo Bon của Tây Tạng, Kinh Đại Nhật và Kim Cang Đảnh, cùng hai bộ kinh quan trọng nhất giúp hình thành tư tưởng con đường riêng của Phật giáo. Theo Kinh Đại Nhật thì công phu thiền định và trì tụng mật chú là bộ phận quan trọng trong pháp môn tu của Phật giáo, đặc biệt là thiền định của Phật giáo đã trở thành một con đường. Một pháp môn tu tập chính yếu của tông phái này, chỉ có trong thiền định mới chính mắt thấy được Phật, thông qua năng lượng của Phật mới đạt đến quả vị cứu cánh Niết Bàn. Bộ Kinh Kim Cang Đảnh thuộc về hệ phái Du Già Hành, tư tưởng trọng tâm của phái này là thuyết tâm thức, nhưng trong đó mang đậm tư tưởng của Đại Lạc. Nội dung Kinh Đại Nhật chú trọng về pháp môn hành vi, bao hàm cả nghi thức quán đảnh và tư thế tham thiền, cho đến cả các nghi thức ban ấn trì chú và quán mandala, tất cả đều muốn cho người đệ tử thế nhập được tự tánh đồng nhất với Đức Phật Như Lai. Còn Kinh Kim Cang Đảnh là một bộ du già hành mật điển, nói lên nghi thức sinh hoạt với hành vi đều thuộc trong thiền định. Nói cách khác, nó đã vượt ra ngoài sinh hoạt pháp bằng hình thức, tuy lúc này vẫn là trong quá trình hiện quán một cách vi tế về mandala, nhưng hành giả đã thử nghiệm được một cấp bậc nào đó của nội tại phép tu du già trong mật giáo, thậm chí còn chịu ảnh hưởng của bộ môn yoga sutras, có thể đạt đến tất cả mục đích của xuất thế gian. Cũng chính là nói, thông qua nội chứng của pháp tu du già liền đạt đến cảnh giới của Phật, tức là tự thân thành Phật. Vì chịu ảnh hưởng của nhiều hệ tư tưởng như vậy, nên các thực hành bí truyền của Phật giáo Mật Tông đã đi ngược với những giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, sai lệch hoàn toàn với lời dạy của Phật Thích Ca. Gần đây, thậm chí có một video lan truyền trên mạng, họ cho rằng Phật giáo Mật Tông chỉ là trò lừa bịp với những pháp tu giả tạo, ra vẻ phức tạp và siêu nhiên. Nhưng thực tế, người tu Mật Tông vẫn còn những ham muốn dục vọng như người bình thường. Trước ống kính truyền thông, các nhà hành giả kim cương thừa rao giảng những điều tốt đẹp. Nhưng sau cánh cửa khép kín, ai biết họ suy nghĩ và hành động như thế nào? Họ có thật sự làm theo những gì họ rao giảng hay không? Các thực hành bí truyền như yoga bổn tôn, trì tụng thần chú, làm việc với những năng lượng vi tế, đặc biệt là yoga du già tối thượng, đã vi phạm những điều cốt lõi của Phật giáo. Cũng có người phản biện lại rằng những thực hành này giống như tập trung nhiều hơn, và việc đạt được những năng lực siêu nhiên và kinh nghiệm thần bí hơn là tuân theo những chỉ dẫn của Đức Phật về chánh niệm và hành vi đạo đức. Tuy nhiên,
chúng ta cũng phải công nhận rằng Phật giáo Mật Tông nổi lên từ tấm thảm phong phú của truyền thống Đại Thừa, tìm cách mang lại lợi ích cho chúng sinh và đạt đến giác ngộ viên mãn. Mặc dù các phương pháp dường như không có chính thống, nhưng mục tiêu cuối cùng của Phật giáo Mật Tông vẫn giống như các truyền thống Phật giáo khác, làm giảm bớt đau khổ và đạt được sự giải thoát Niết Bàn. Và điều quan trọng nhất là chính Đức Phật đã dạy đệ tử của mình, giảng dạy cho các thế hệ sau, tùy theo khả năng, có khuynh hướng của mỗi người. Như vậy, các thực hành và giáo lý của Phật giáo Mật Tông có thể được coi là những phương tiện thiện xảo, phù hợp với nhu cầu của một số cá nhân mà phương pháp này hiệu quả nhất đối với họ. Vì vậy, nhìn bề ngoài Phật giáo Mật Tông có thể đi chệch hướng với Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật. Nhưng khi ta tiếp cận truyền thống này, với một tâm hồn cởi mở, nhận ra tiềm năng của nó là để dẫn dắt những hành giả hướng tới mục tiêu tối thượng là giác ngộ. Quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, đừng quên ủng hộ mình bằng một like và một đăng ký nhé!